Xin chào mọi người nha. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu loại bơ ngon đến cho mọi người nha. Đây là loại bơ T21 nè. Nếu mà mọi người đã yêu thích ăn bơ thì tuyệt nhiên là không được bỏ qua loại bơ này. Đặc điểm của bơ này là đây, đó là trái bơ đây. Bơ này là khoảng 2 3 4 trái trong 1 kg nè cả nhà. Quả vỏ sần chín xanh. Cơm thì cắt ra như thế này. Ăn đây. Cơm vàng mà cực dẻo ngon. Ăn có thêm một vị